đây mở cái clip mới nha. Hồng Sơn thân ái chào tất cả các bạn. Rồi hôm nay là Hồng Sơn với Duy Hiếu nha. Rồi mấy phôi Hiếu ơi? Dạ hôm nay em có được 10 phôi à. 10 phôi. Dạ. Rồi 10 phôi là của bác Sơn Trung hay sao? Dạ bác Sơn ké vô dạ. Mấy cây thôi. Rồi. Dạ. Cho cháu Hiếu nó làm cái clip mới của nó. Rồi ủng hộ nha. Chỉ kèm theo thôi. Kèm theo. Rồi cây số 1. Dạ cây số 1. Cây số 1 này nghe các bạn. Rồi quay đi Hiếu ơi. Ủa số đâu có thấy vậy? Đây con để số 1 ở trên nè bố. Dạ. Quay đi Hiếu. Rồi quay đi. Đây là cây số 1 là cây đế nôm nè nghe cô bác. Bữa nay giới thiệu dạ. Các bạn là cháu Hiếu là quay một cái clip mới. Dạ. Rồi. Cây đế nôm. Số đi. Dạ. Hai mươi lăm. Đôi ngay chỗ này. Dạ dạ đó ngay chỗ. Nói để cho tôi biết được. Rồi. Em đo cái mặt mặt rễ cọ lên tới cái cổ nó nè. Đế giữ. Đế nôm. 30. Rồi lên dạ. Luôn lên luôn nhiêu? Chiều cao cây. Dạ. 59, 60. 60. Rồi. Dạ. Rồi, đây là cây số 1. Có giá là 3 triệu rưỡi. Quay đi. Dạ. 3 triệu rưỡi. Dạ. Con nhắc số điện thoại coi. Dạ. Đọc số điện thoại. Số điện thoại của Duy Hiếu là 0907 864 124. Rồi. Hôm nay con làm chung với bác Sơn một bao phí gì chưa? Dạ, bao ship 200 km. Dạ. Hỏi thôi. Đây gà không? Gà. Đây là phôi số 2. Cái này cây số 2 nha dạ. Các bạn ơi. Rồi quay đi. Cái này chế đặt. Cái thân nó lượng. Quay. Cứ quay đi. Quay chậm đi rồi. Quay nhưng mà tự nhiên thấy nhanh. Quay. Vòng nữa đi. Rồi thông số. Chính ơi, chính. 30. Lấy xe tôi chạy chở hai cây cỏ ra đây bán luôn chính ơi. Rồi 29. Dạ. Rồi. Chiều cao quay xe lại đây. Mặt bầu lên tới cái đỉnh của em nó là 84 anh. Dữ nha. Dạ. Cái thằng nào mà lấy xe 84 xe đó. Rồi. Em đo cái củ đế cái dòng đế này cho cô bác tham khảo. Đế này đế đặc. Rồi. 127. Dạ. Rồi. Đây là củ đế đặc mà đế nôm. Cây này là nằm nguyên trong cái lưu luôn á. Dạ. Rồi giá luôn. Cây này có giá em nói là 10 triệu. 10 triệu. Dạ. Bao tiếp sao? 200 km, bán kính 200 km. Rồi. Dạ. Rồi đổi. Đây là phôi thứ 3. Đây nè. Đế đặt ha. Đế cộng đế bự không à. Tiều đế. Chung này cái thân này nó chung cũng lắc. Rồi thông số à. Em đo trên đây là nó 31. Dạ. Rồi 31.
chiều cao mà từ mặt bầu mà lên tới cái đỉnh của em nó là 86. À. Rồi. Này dán chật ha. Rồi, thấy dòng. Dạ. Đế đặt. Chung là đế cũng đều. Thấy dòng đó quá. Thấy dòng đó. Rồi, cho giá. Giá cái này em muốn giao lưu với cô bác anh chị là 3,2 triệu. 3,2 triệu, bán dạ. Tiếp mấy trăm dạ. Km số? 200, bán kính là 200 km. 200 km, dạ. Rồi, đổi thôi. Dạ. Rồi giới thiệu cây này con bố. À, cây này giới thiệu các bạn là cây số 4. Dạ. Cây số 4 nha các bạn. Cây này vàng đế điều mà đặc. Cây này chung có cái... hai cái thân. Cái này là ở đây không có cắt sát. Các bạn nếu mà muốn cắt thêm thì cũng là được thôi, đẹp. Nhưng mà tùy cách xử lý của các bạn nha. Cái này cơ bản là cái đế nó đặt. Các bạn này nha. Đế 24 giờ luôn. Cái này đế đặt. Dạ. Do thông số cho cây này cũng khá to nha các bạn. Nó có hai thân. Rồi, thông số. Này nói chung là lên Yame, đang lên Yame luôn. Thông số cây này của em nó là hoành lớn 48. Rồi. Nó có dòng dạ. Thân là 48 nha. Dạ, cây này chiều cao của em nó từ mặt bầu mà lên tới đỉnh là 75. 75. Dạ. Rồi lên cái thân này coi. Cái thân này là nó khoảng 53. 53. Dạ. Đo cái dòng đế. Dạ. Cái dòng đế này nó rồi. To lắm, đo cho người ta xem. Cái dòng đế này em đo cái dòng hết thước dây mà chưa tới nữa. Cỡ 1.6 dòng đế. 1.6 à. 6 dòng đế. Rồi cây dòng đây. Dạ. Đế cực kỳ đặc, nó đang lên Yame luôn nè nghe cô bác. Đây. Dạ. Đây. Rồi báo giá em ơi. Cây này em muốn giao lưu với cô bác anh chị là 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Dạ. Rồi. Bán kính 200 km. Rồi, dạ. Rồi. Đây là phôi số 5. Phôi số 5 này là một phôi. Phôi này là một phôi đế nôm. Phôi số 5 nha. Dạ. Phôi số 5 nha các bạn ơi. Dạ. Cái này đế nôm. Dán chật. Dán chật. Dạ. Nó có dán chật mà nó hơi hồ. Dạ. Các bạn xem đây, vàng đế này dữ. Xây đi, xây đi, cứ xây đi. Vàng đế này dữ dằn luôn nha cô bác. Bạn xem kỹ nha. Xây đi. Xây đi. Rồi, là cây số 5. Dạ, cây này là cây số 5. Có giá là bao nhiêu con? Dạ, cây này có giá là 5 triệu. 5 triệu, dạ. Số 5 luôn. 35 luôn. Dạ, 35. 3 số 5. Rồi. Dạ. Rồi, cao. Cao 45 luôn đây à. Chiều cao của em nó là 55. 55 luôn, dạ. 4 số 5. Rồi. Cho cái hoành đế. Hoành đế. Hoành đế của em nó này cũng khủng lắm. Cũng có khoảng 160 rồi cô bác, 170. 165. À. Rồi. Rồi. Các bạn xem đấy nha. 16 luôn. Có cái ghế này, ghế gì chứ sao? Nó có cái rễ này đó, thật ra cái cây này đó, là trồng cái chậu hình chữ nhật thì nó rất là đẹp. Chiều dài nó 61. Nó có cái chiều dài của cái rễ này nè các bạn. Rồi, xây vòng em ơi, xây nôm nha. Dạ. Rồi, 5 triệu. Dạ. Cây này có giá khởi điểm là 5 triệu nha các bạn ơi. Cây số 5. Đổi thôi. Qua đây. Đây. Đây, phôi số 6. Độc lạ. Dạ, độc lạ, phôi này phôi quái à, xù nha anh. Đó. Quay đây. Đây nè, xù lên nù luôn á, đang lên xù. Quay đi rồi từ từ sẽ thấy xù. Dạ. Quay đây.
bán nhiêu chúng ta. Rồi cây này nhiêu? Cây này có giá là 2 triệu, em muốn giao lưu cô bác là 2 triệu. 2 triệu. Dạ. 21. 2 triệu. Dạ. Bao ship nhau? Hai bán kính 200 km. Rồi xe dạ. Cây này là đang lên xù luôn đó nghe cô bác, đa xù luôn chứ chưa đang lên gì, nu. Cây này nó dạ. Có cái thân nó lượn dạ. Lắc, lắc các bạn. Lượn lắc. Cây này mình chơi mình để bon chơi bonsai mà chơi để bàn đồ là rất đẹp luôn á anh. Rồi. Quay đi. Dạ. Rồi 2 triệu. Dạ, 2 triệu là cây số 6 nha. Cây số 6. Rồi dạ. Cho cây số 7. Đây cây số 7. Đây, đây là cây số 7. Dán trực đế 24 giờ luôn à, đế này nói chung là có cái đuôi. Dạ có đuôi cũng quá, nó cũng quái. Xây đi, xây đi. Dạ xây đi, xây đi làm như thôi thôi. Dạ rồi đã rồi. Rồi thông số đi. Cây này thông số của em nó là 24. 24. Rồi. À, chiều cao của em nó là từ mà mặt bầu mà lên tới đỉnh á là khoảng 79. 79. Dạ. Rồi, đây là cây số 7. Cây số 7. Dạ. Xem vòng nữa đi. Rồi giá nhiêu? Cây số 7 này là giá là 1 triệu 8. Rồi, công khai trên mặt bầu. Dạ. Yeah. Đây quay qua. Bán bao ship 200 km. 200 km. Đây ngưng lại. Dạ. Yeah. Rồi 1 triệu 8 nha. Rồi. Rồi đổi thôi. 1 triệu 8. Rồi. Thôi số 8 nha các bạn. Thôi số 8. 3 triệu 8 luôn. Có giá là 3 triệu 8. Giá khởi điểm nha các bạn. Cây này nó có cái giá là hoành chắc 38 luôn quá. Nó dạ. Đẹp nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ nha, cây này đẹp. Rồi. Đây. Rồi. Cho thông số. Cho thông số em nó luôn. Số đi. Đây. Ngay heo. À ngay heo. 33. 33. 33. Dạ. Rồi. Đo cái cũ. Đo cái cũ. Cũ. Cái cũ của em nó là 44. 44, 33, 44. Rồi. Chiều cao. Cao. Chiều cao em nó từ mặt bầu mà lên tới đỉnh là nó còn 37. 37. Nói chung cây này là lùng lực. Cũ rồi, gấp đó. Dạ. Xây đi, xây đi, xây đi, xây đi, xây chiều nhiều cho. Cây này nó cũng xù xì, nó thành xù chứ là nghe các bạn ơi. Xây đi, xây đi, xây đi, xây đi. Xây. Có cái mặt cắt này ha. Có cái mặt cắt. Rồi xây đi. Xây nữa. Rồi giá nhiêu? Cây này muốn giao lưu với cô bác là 8. 3 triệu 8. 8. 3 triệu 8. À. Còn bao mặt cả nha các bạn. Bao ship sao? Bán kính là 200 km. Bán kính 200 km. Dạ. Rồi, đổi. Nếu thấy đẹp á thì mặt cả lên chút nha. Rồi mà đẹp thì mặt cả lên. Đây là phôi số 9. Phôi số 9. À. Cây số 9 này nghe các bạn, cây này nó có cái giá này, này, này. Như hình thú ha. Như cái cũ vậy đó. À. Nè các bạn xem. Xây đi, xây này thì giá rất là mềm. Mềm. Cái này số 9 có giá là 1 triệu rưỡi nha các 1 bạn. 1 triệu rưỡi à. Để bắt các bạn nhìn kỹ cái dáng đi. Đây nè, cái đế nó còn đặt một cục ha. Rồi. Quay đi bác. Quay đi, quay đi. Quay vòng đó. Cái này đế đặt nha các bạn. Rồi. Cho thông số em nó luôn à. Số luôn. Dạ. Yeah. Quay qua đây. Lên cho nó nghe. Dạ. Rồi nhiêu? 28. 28. Rồi. Chiều cao từ mặt bầu mà lên tới tới đỉnh em nó là khoảng 29. 29. Lùng lực, lùng lực. Rồi. Cây này đế đặt. Chiều gửi ha. Dạ, muốn giao lưu dạ, cô bác là. Chiều gửi nha các bạn ha. Rồi, nhanh tay anh em ơi. Dạ. Đây, cây số 10 là cây cuối cùng.
Của cái clip này là cây này là cây số 10, cây cuối cùng của cái clip này nha các bạn. Đây giá tiền này phải không? Cây này có cái giá là 2,5 triệu nha các bạn ơi. 2,5 triệu. Bạn nhìn quay xem đi. Nha. Cái này quay cũng đi. Quay đi. Gần 4 tấc lận. Quay đi. Quay đi. Quay nữa. Rồi. Rồi đây. Quay. Rồi, thông số. Hoành em nói là 40. 40 rồi. Dạ. Cái này nó có 4 tấc hoành nha các bạn, cái thân nó hơi xấy. Chiều cao em nói là khoảng cũng 40 luôn. 40. Dạ. Rồi xe vòng đi. Rồi. 2,5 triệu ha. Cái này cây số 10 có giá là 2,5 triệu. Giá khởi điểm. Giá khởi điểm. Cái đặt thân nó lựa nó lắc, nó hơi lắc thấy. Còn mặt cả nữa hả? Còn mặt cả lên xuống thì tùy các bạn về xuống chứ không có lên đâu. Cây nào rồi rồi sao rồi liên hệ số điện thoại mấy 0919247145. Cái này là của chú Đền xù ra me hoành 54 hoành 54 mang nữa coi hoành nhiều hoành 53 xù ra me xù da me nó quý hả? À? Không không đó nó xù da me mà mai vàng mai vàng hả? À? Xù da me cây này 10 triệu. 10 triệu bao tới nhà toàn quốc. Cao 1m2. Cao 1m2 bao tới nhà miền Nam Việt Nam chứ không ra Hà Nội. Rồi Bình Dương dỡ bò đây. Rồi cái này chấm này xù da me. Rồi quay ghê xù da me mai này xù da me. Xù da me đó, cây giống y như da me nha. Rồi, 10 điện, triệu. Hoành 5 tấc 3. Rồi, số điện thoại đặc biệt nè. 0919247145. Rồi, riêng cái cây này nha. À, cây này là của anh Đền. Rồi, riêng cái này anh Đền. Rồi. Số 2 Võ Văn Kiệt. Số 2 Võ Văn Kiệt. Rồi, cái... rồi kéo vô cây nữa. Có gì khác nha.